Rồi nói lại đi nào, nói lại. Mr. Duke and my boyfriend invited me to hang out with them. And Đấy, tôi nói với bạn trai tôi rằng I tell to my friends that à, ừ, ai muốn gì? I would rather go with Mr. Dan. À, không dùng Dan. Có dùng Dan không? I Dan would him. rather. Dan hiếm cũng được rồi. Mr. Đức and my boyfriend invited me to go out with them. I told my boyfriend that I would rather go out with Mr. Đức, who is not only handsome but also romantic. Được chưa? Dance with him. Được chưa? Ok, ok em. Rồi có gì về đặt câu thêm rồi không hiểu hỏi thầy nha. Chứ bây giờ bài trên lớp mình chưa có xong. Được không em? Và thầy phải bị dặn là phải theo cái giáo trình. Nếu mà em không thích bám theo giáo trình thì em phải nói với trung tâm một tiếng. Ok. Hiểu không? Vâng. Chứ. Kiểu vậy. Kiểu như là thôi ok, number one, chọn đi em. Dễ ợt. I'd like to see Star Wars X again with X, you. đọc là X em. X. X again with you. Is at the Cinemax. Actually. Actually, I'd rather let's stay home. I'd rather not. Nó không đi mà. Nó không đi là I'd rather not. Hiểu chưa? Yes. Dễ thế mà không. Ok, number two. Would you like to stream something on TV? Yes. Yes. Yes, I would. Yes, Yes, I'd like. delight. Yes, I delight. Number three. What would you rather what would you rather Ủa, what would you rather gì? to rather see. Rather see nha. Ok, me. Me I'd rather see a science fiction movie. I'd rather see a safe. Number four. Đúng rồi em. Nhìn lên. There's a musical and a horror movie on TV. Would your husband rather see the horror movie? Number. Yes. Yes, he would. He would hả? Hình như là would đó ta. Would hả? Rồi would đúng rồi em, xin lỗi em. Ok ha, vậy là cái câu trước thầy cũng sửa sai, sorry em. Rồi, would nha. Would là cái đây đây. Yes, I would. Được không? Chứ không phải I'd like nha. Rồi.
Number My sister would like to go to the movies on Friday. five. Would like, không phải là like to go to, like go to. Right. Would like to. Okay. Would like Yes. to. Great. I would like to. Yes, I would, em. Yes, I Ah. would. Yes, I would too. Nói chung là like, cái chữ phải D đó là would đó được không em? Hiểu không? Okay, so now let's listen to Read and listen to people discussing their movie preferences. What would you rather do? Stay home and stream a movie or go to the theater? I'd rather go out. Is that okay? Sure. Would you rather see Horror City or Love in Paris? Are you kidding? I can't stand horror movies. And to tell you the truth, I'm not that big on love stories. Well, how about a documentary? The Great Wall of China is playing too. I've heard it's great. That works for me. Ok, nào giờ đọc cái này lên thành tiếng cho thầy đi. What would you rather do, stay home and stream a movie or go to the theater? I'd Có cần phóng to ra không em? Chữ có nhỏ quá không? Không, em đọc được. I'd rather go out. Is that okay? Sure. Would you rather see Horror City or Love in Paris? Are you kidding? I can't stand horror movies. And to tell you the truth, I'm not that big on love stories. Well, how about a documentary? The Great Wall of China is playing too. I've heard it's great. That's work for me. That works for me. Có chữ nào không hiểu không? That works for me. That was for me là cái đó phù hợp với tôi. Cái đó phù Yes. hợp với tôi thích cái đó, được chưa em? Yes. Ok, giờ thầy là A còn em là B. What would you rather do? Stay home and stream a movie or go to the theater? I'd rather go to the theater. Is that okay? Sure. What movie would you rather see? Would you rather see Red Notice or Murder Mystery? Are you kidding? I can't stand rest no I can't stand gì em. Hai cái phim này noted mới vừa nói and là to tell you the truth. the truth, to tell you the truth. Red. Comedy. I can't stand comedy. Are you And kidding? I can't stand comedy. And to tell you the truth, the truth em. the Rồi truth. rồi, chờ 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 thầy xíu em, chờ thầy xíu. Ok em, về tiếp nè em. Ok em. To tell you the truth gì? I'm not that
big on. I'm not that big on comedy. Ok em hiểu rồi, hiểu rồi. How about horror movie Insidious? No, I'm scared. I'm scary. Is scary, is scary. Scary. Ừ, hoặc It's là scary. It's scary. I got frightened every time I watch horror movie. Okay. So what is your suggestion? Can you suggest some movies that we might like? What about animated movie? That works for me. What? Okay. That works for me. À. Nói gì mà còn không hiểu nữa. Mệt ghê. Okay, so describe recommend movies là gì em? Thảo và miêu tả và bình luận về phim. Miêu tả và Phải. giới thiệu phim cho ai đó được không? Nghe không? Yes. Ok, now Yes. let's learn some new vocabulary. Let's learn some adjectives that we can use to describe movie. Are you ready? Yes, I'm Ok. ready. Read and listen. Funny. Hilarious. Silly. Boring. Weird. Unforgettable. Romantic. Thought-provoking. Violent. Now listen again and repeat. Ok. Funny. Ok, bây giờ em đọc thành tiếng lên cho thầy là được. Funny. Hilarious. 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 Không, đọc cái này luôn. Đọc cái này luôn em. Cái này quan trọng lắm nè em. Cái đó quan Funny. trọng. Something that makes you laugh. Hilarious. Very Hilarious. 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 Very, very funny. Ừ em, đây em chờ thầy xíu. Hilarious. Được chưa em? Rồi. Đó em. Rồi tiếp đi nào. Hilarious. Very, very funny. Sorry. Silly. Silly. Not serious. Almost stupid. Boring. Not interesting. Weird. 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 Very strange or unusual. 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 Uns unusual. Unusual in. In a negative way. Unforgettable. Something you are going to remember. Romantic. About love. Provoking. Something that makes you think. Violent. Bloody. Bloody. With a lot of fighting and killing. Bloody em, bloody. Bloody. Không em nè em, bloody là máu me được không em? Bloody. Được không Yes. em? Nhiều máu các kiểu vậy. Rồi ok em. Ok, so can you tell me about a movie that you find funny?
Can you tell me about a movie that you find funny? Is is a không nhớ ra tên bộ phim gì. Rồi. Thầy gợi ý một số một tên một phim hài ha. Mr. Popper's Penguin. Đúng không em? The RV. Đúng không em? RV. Table Guys. Đúng không em? Catch Him If You Can. Được không em? Rồi. Đó. Rồi nói đi. Những bộ phim mà tôi thấy vui là đó 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 đó. Nói đi. The films are funny. The films are funny. That's The films that I find funny are that I find funny are Mr. Popper's Penguin. 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 RV, RV. Carver, RV, Cable Guy. Cable Guy, Catch Him If You Can. Okay. Okay, so please tell me about a movie that you find hilarious. Và bây giờ tới lượt em hỏi thầy đi cũng được. What movie you find hilarious? What movies do you find hilarious? Okay, so there are many comedies that are very hilarious. Okay, so the comedies that I find, I have watched many comedies that are hilarious, one of which is RV. Rồi được không em? I have watched many comedies that I find hilarious, one of which is RV. I have watched many comedies that are very hilarious, one of which is RV. Được không em? RV là cái chiếc xe đi du lịch đó, được không em? Cái phim đó, The movie star Robin Williams. The movie star Robin Williams. Okay. One of my most favorite comedians. Okay. Cái bộ phim này có Robin Williams đóng, được không em? Ông ấy là một trong những diễn viên hài mà tôi thích, được không em? Hiểu không? Cái RV đó nè em. RV phim. Này em. Thích thì rảnh thì coi nè. Ủa sao nó ra cái gì vậy ta? RV Robin Williams. Đây em. Đó. Thích thì coi phim này. Okay. So, that is the movie that I find hilarious. Okay.
Okay, so can you tell me about a movie that you think is silly? Can you tell me about a movie that you think is silly? Được không em? What is the movie that you think silly? Ví What dụ được không? is the movie that you think is silly? Ví dụ về nhà luyện phim đi nha, đừng học tiếng Anh nữa. Is a Vietnamese film. Its name is cái gì ta? Nhà mình vui bất thình lình. Nhà mình gì? Nhà mình Nhà mình vây bắt nhà chuột. nhà mình Nhà mình vui sao? bất thình lình. Vui bất thình lình mà tôi nghe là vây bắt chuột. So I used to go to the movie, a movie theater near my house with my sister. Okay. And we watch gia sư nữ quái, okay, which was very hilarious. Okay, the movie stars Bảo Thy and Isaac, okay, one of the member of musical band 365, đúng không ta? Phải không? Yes. By the way, I hate Vietnamese singer except some people. Okay. Okay, rồi mình hết giờ rồi nè. Rồi mình luyện phim thêm. Mà phim nào mình thấy là weird thì mình dùng cái chữ queer để mình tả phim đó, được chưa em? Nhớ về coi nhớ phải 10 bộ phim. Mỗi thể loại coi một ít, được chưa? Rồi dùng những tính từ này gắn vô mà nói được không em? Hôm sau em phải kể cho thầy Yeah. nghe nhất là một thể loại vậy, kể cho thầy nghe những năm phim đi, được chưa? Có phim dễ lắm em, chỉ có việc bật lên mà coi thôi. Ok. I I will will try. try. Yeah. I will not go to work in order to watch film. Okay. Will you not go to work in order to stay at No. home and watching film? Will you watch film with I me? Will you watch film for me? Em có thể No. nào xem phim vì tôi No. được không? Will you watch No. film for me? No. Yeah, sure. Okay. Rồi, thôi được rồi nè, đọc lên thành tiếng những cái này đi. Đọc lên thành tiếng là được. Đọc lên Fun. cái chữ, chữ màu đen thôi. Rồi về học thuộc những cái Fun. chữ màu đen này được được. Funny, hilarious, silly, boring, weird, unforgettable, romantic, thought-provoking, violent. Tôi kêu đọc mấy chữ màu đen mà mấy chữ này không màu đen hả? Nè, Chữ giỡn hoài. Rồi, Funny. thì thay vì mình nói là funny thì mình có thể nói là Can you tell me a movie that makes you laugh? Được không em? Thấy không? Cái định nghĩa Yes. nè. Makes you laugh, được không? Makes you laugh. A movie that you think is funny. A movie that makes you laugh. Như vậy thì em học cái định nghĩa của cái chữ đó thì em tìm ra được một cái cách diễn đạt khác, được không? Thay vì mình nói funny thì mình nói là movies that make I laugh, được không em? Yes. Ý là học nghĩa của cái từ bằng tiếng Anh nó vẫn có cái lợi của nó chứ phải không? Ok em, goodbye em, good night. Goodbye and good night.